Còn tại tỉnh Phú Yên, tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Mục tiêu đặt ra là sớm hoàn thành các công trình để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện tham gia giao thông, trước mắt là hoàn trả lại mặt bằng trước dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Phản ánh của phóng viên VTV8. Từ km 1342 đến km 1344 thuộc phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, các đơn vị thi công đang triển khai sửa chữa hơn 25.700 m² nền mặt đường bị hư hỏng trong cuối mùa mưa năm ngoái. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị đang tăng cường trang thiết bị, con người, chia thành nhiều ca kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhà thầu sẽ tập trung 4 mũi thi công, tập trung nhân lực, vật lực để là tổ chức triển khai, để đến 30/4/15 sẽ hoàn thành được 85% khối lượng và sẽ hoàn trả lại mặt bằng cho bà con thông xe, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông thuận lợi trong dịp lễ. Từ km 1309 còn 100 đến km 1312 còn 100, khu vực đèo Quán Câu, huyện Tuy An, đơn vị thi công đang tập trung vừa bóc tách lớp nhựa cũ, làm lại móng đường và thảm nhựa. Đây là đoạn đường có nền móng yếu nên chủ đầu tư đã thay đổi kết cấu nền đường bằng cách thi công một lớp bê tông xi măng kiên cố dày gần 20 cm, thảm nhựa 12 cm nhằm tăng độ bền cho mặt đường. Từ đầu năm đến nay, khu quản lý đường bộ 3 đã triển khai 7 dự án duy tu sửa chữa trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên. Trong đó có 5 dự án sửa chữa mặt đường tập trung ở những vị trí thường xuyên bị hư hỏng vào mùa mưa. Dự kiến các dự án này sẽ hoàn thành chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Năm nay thì được cái quan tâm của cục nên là cũng phê duyệt sớm những cái dự án. Anh thấy là nó được thi công vào cái mùa khô, tranh thủ và tập trung máy móc nhân lực để đẩy nhanh cái tiến độ. Đến hôm nay thì cũng đã vượt so với lại cái tiến độ mà nhà thầu lập. Từ tháng 4 năm 2023, khu quản lý đường bộ 3 tiếp tục triển khai thêm 5 dự án sửa chữa khác trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên với tổng kinh phí khoảng 300 tỷ đồng. Các dự án sẽ tập trung cho sửa chữa nền mặt đường và hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, không để tái diễn tình trạng hư hỏng mặt đường diện rộng như những năm trước đây.